chào đón và vinh danh nữ lãnh đạo Lâm Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Milina Group, co-founder của Willin Global Holdings. Vâng thưa quý vị, nữ lãnh đạo Lâm Thị Mỹ Dung hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Milama Group. Chị cùng Milama Group luôn phấn đấu để có những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, chất lượng, tiện lợi, thân thiện với môi trường và những dịch vụ hoàn hảo để đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của người tiêu dùng.